Trước cái giờ là hôm thứ hai thì chúng ta chuyển sang bài ngày hôm nay. Để hôm nay tôi giảng thì chúng ta sẽ học hai bài hội chứng trung thất và bài thận lan nan. Thì theo lịch thì có cái kiểm tra điểm thành phần, nhưng mà vì là chúng ta chưa đi lâm sàng trên bộ môn gác lại cái phần kiểm tra đó. Mục tiêu của cái bài học về hội chứng trung thất thì sau khi học xong bài này thì các bạn phải trình bày được giải phẫu định khu trung thất, rồi một số các cái thành phần có liên quan trong cái giải phẫu định khu đó, trình bày được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng trung thất, kể tên được một số nguyên nhân thường gặp của hội chứng trung thất và trình bày được điều trị hội chứng trung thất. Về đại cương thì hội chứng trung thất cũng là một cái hội chứng thường gặp trên lâm sàng mà do rất nhiều nguyên nhân gây nên, vì thế cho nên ta mới dùng từ là hội chứng trung thất. Và lâm sàng của hội chứng trung thất thì rất là đa dạng và thường là phát hiện muộn khi có dấu hiệu chèn ép trung thất hoặc là chèn ép các cái tạng lân cận. Khối u chiếm 90%, chủ yếu là ác tính và các nguyên nhân khác. Về giải phẫu định khu trung thất thì trung thất người ta làm cái khoang nằm giữa khoang màng phổi và xương ức ở phía trước, cột sống ở phía sau, nền cổ phía trên và cơ hoành phía dưới. Trong cái khoang này người ta chia ra làm trung thất trước, trung thất giữa, trung thất sau, và người ta còn chia ra trung thất trên, trung thất giữa và trung thất dưới. Thế vì về trung thất trước, giữa, sau thì trung thất trước là cái phần mà từ cái phía trước xương ức cho đến mặt trước của tim. Thì ở đây các cái khối u hay gặp nhất. Ở đây cái giải về mặt giải phẫu thì gồm tuyến ức này, các hạch bạch huyết này, các động tĩnh mạch vú trong này. Tí nữa tôi sẽ nêu các cái khối u thường gặp ở cái vị trí này. Và trung thất giữa thì sẽ gồm tim, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ, động tĩnh mạch cánh tay đầu, thần kinh hoành, khí quản phế quản gốc, hạch bạch huyết quanh phế quản, động mạch tĩnh mạch phổi. Và trung thất sau gồm động mạch chủ xuống, tĩnh mạch chủ, thực quản, ống ngực, tĩnh mạch đơn và các hạch bạch huyết. Còn một cái phân chia giải phẫu nữa là trung thất trên, giữa, dưới. Thì trung thất trên thì nằm phía trên màng ngoài tim. Trung thất giữa được giới hạn bởi mặt trên quai động mạch chủ và mặt phẳng phân chia khí quản, và trung thất dưới là phần còn lại. Về phân loại u trung thất thì nó có các cái u phát triển từ bộ phận của trung thất hoặc là lạc chỗ, ví dụ như u tuyến ức, u tuyến giáp, u thần kinh, các u tế bào phôi cùng loại, ví dụ như kén phế quản, u mạch máu, u cơ, các u tế bào phôi khác loại, ví dụ như là u tinh, u đa nang, ung thư rau. Đây là một cái hình minh họa để các bạn nhìn thấy về mặt giải phẫu rõ hơn là trung thất trước. Đây, nó là cái từ mặt sau cái xương ức này, khoang màng phổi và xương ức đến mặt trước tim. Đây là cái phần trung thất trước. Phần trung thất giữa thì nó nằm ở cái phần tương đương với tim, và trung thất sau là cái phần màu xanh đây. Đây cũng là một cái hình minh họa về cái trung thất. Đây, trung thất trước này, phần trung thất giữa và trung thất sau đây. Thì trung thất trước thì nó các ngoài các cái tổn thương về các cái khối u thường gặp ở đây là ví dụ như là u tuyến giáp này, u tuyến ức này, rồi u quái này, rồi các cái nang của màng ngoài tim, rồi u tuyến cận giáp, vân vân.
mà có thể là cái u lympho. Còn về trung thất giữa thì có thể gặp như là nang của khí quản này, u của khí quản này, các cái u lympho tăng sản này, hoặc là u lympho ác tính này, hoặc là các cái nang của quanh màng ngoài tim. Còn cái trung thất sau thì chúng ta có thể gặp là các cái phình động mạch, bởi vì đây các bạn nhìn động mạch chủ ở đây có thể gặp các phình các khối u, có thể không phải là u mà nó là một cái phình động mạch, rồi các cái u của cái phế quản, rồi các cái nang của đường ruột, rồi các cái túi thừa của cái thực quản, về thực quản nó nằm phía đằng sau, các bạn nhìn esophagus này nằm đằng sau này. Đấy. Rồi thường gặp nhất ở đây đấy là các cái khối u về thần kinh. Về chẩn đoán hội chứng trung thất thì trên lâm sàng chủ yếu là chúng ta sẽ dựa được vào, nếu về mặt lâm sàng thì thường là dựa vào các cái triệu chứng chèn ép. Thứ nhất là cái hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên, thì bệnh nhân thường thấy xuất hiện phù dưới hai mắt và mặt buổi sáng khi dậy, sau đó thì phù nặng dần, phù tất cả mặt, rồi tiến triển nặng nữa thì bắt đầu phù phần cổ, cái hố trên đòn bệnh nhân đầy, và nặng nữa thì bệnh nhân có cái dấu hiệu phù áo khoác, tức là phù phần nửa trên và phù toàn bộ mặt và hai tay, mặt có thể tím tái, rồi tĩnh mạch lông ở trước ngực giãn ra, đây là các cái tĩnh mạch tuần hoàn bàng hộ hệ, và tĩnh mạch cổ thì nổi rõ và giãn, bệnh nhân có thể kèm theo ù tai chóng mặt. Và khi có cái hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên này thì các cái nguyên nhân thường gặp đấy là các cái u ác như là ung thư phế quản này, u lympho ác tính này, u tuyến ức, u loạn sản phổi này. Cũng có thể các nguyên nhân ít gặp hơn như ví dụ viêm tĩnh mạch chủ trên, hoặc là biếu hoặc kén nang da thì ít gặp hơn. Về triệu chứng chèn ép thứ hai là chèn ép đường hô hấp, cũng hay thường gặp. Để bệnh nhân có triệu chứng khó thở, nhất là cái thì hít vào và thở có tiếng rít hoặc là tiếng cò cử, bệnh nhân ho khan và tiếng ho có thể khàn hoặc là nó ông ẩng như tiếng chó sủa. Khi các bạn nghe một lần cái tiếng ho như này các bạn sẽ nhớ mãi. Bệnh nhân có thể có đau ngực do chèn ép. Về triệu chứng chèn ép thần kinh thì các cái dây thần kinh ở trong cái khu vực trung thất này đều có khả năng bị chèn ép. Ví dụ như liệt dây thần kinh quạt ngược trái thường là gặp ở u trung thất giữa, thì bệnh nhân khó phát âm, khàn tiếng hoặc là nói giọng đôi, thì khi khám thì thấy dây thanh quản bị liệt. Về liệt thần kinh hoành thì triệu chứng lâm sàng thường gặp là bệnh nhân có nấc, và cái nấc này thì có thể là dùng các thuốc cũng không kiểm soát được, bệnh nhân gần như là nấc liên tục, rất là mệt, rất khó chịu. Và khi chụp X quang phổi thì cái bên liệt ấy, khi bệnh nhân thở vào thì vòm hoành bị nâng cao, bình thường chúng ta thở vào thì vòm hoành hạ xuống, như bên liệt thì vòm hoành bị nâng cao khi thở vào. Về dấu hiệu chèn ép thần kinh do cảm khổ thì cái dấu hiệu chèn ép thần kinh do cảm khổ thì thường gặp ở u trung thất sau. Hội chứng trên lâm sàng đấy là hội chứng Klotz-Bergner-Hockner, thì bệnh nhân có cái sụp mi, hẹp khe mắt và co đồng tử và nóng bừng một nửa mặt. Về cái triệu chứng chèn ép đóng dối thần kinh cánh tay, người ta gọi là hội chứng Pancoptobias. Bệnh nhân có triệu chứng đau vùng vai, rồi đau lan xuống cánh tay, mà cảm giác đau như là có những người cảm giác đau như là có người cắt cánh tay, tức là đau rất là ghê gớm. Thì có thể những giai đoạn sớm, những trường hợp này chúng ta hay nhầm với cái hội chứng vai gáy chẳng hạn, hoặc là thoát vị đốt sống cổ. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta cái điều trị giảm đau mà không đỡ thì chúng ta phải xem xét xem là có các cái nguyên nhân khác. Về chèn ép thần kinh phía vị thì gây ra rối loạn hô hấp, người bệnh nhân chảy nước dãi, tăng huyết áp. Về chèn ép thần kinh giao cảm, vã mồ hôi bên bệnh,
tức là bên bệnh nhân mà có cái chèn ép thì mồ hôi nó vã ra. Về dấu hiệu chèn ép thực quản, bệnh nhân nuốt khó, ngập trong u trung thất sau, như cái giải phẫu tôi vừa trình này chỉ các bạn xem, về trung thất sau thì là cái thực quản đi qua. Cái này thì chính trường hợp mà cái triệu chứng của chèn ép thực quản này nó rất giống với u thực quản, cho nên chúng ta sẽ phải phân biệt u thực quản. Bệnh nhân có dấu hiệu đau sau xương ức, có dấu hiệu nghẹn lặc sặc lỏng, rất giống u thực quản. Các cái dấu hiệu khác có thể gặp đấy là hạch thượng đòn, vùng cổ nách, rồi u chèn ép động mạch phổi, chèn ép mạch máu khác. Có thể u chèn ép tủy sống nếu trong trường hợp mà u trung thất sau. Có thể chèn ép tim gây loạn nhịp tim, rồi chèn ép ống ngực người gây nên tràn dưỡng chất ở lồng ngực. Hội chứng PMRE là cái hội chứng mà có cái ngón tay duỗi trống, dày cốt mạc đồi chi và sưng đau các khớp bàn cổ chân cổ tay. Về toàn thân, nếu những trường hợp bệnh nhân là u áp thì có thể có các triệu chứng toàn thân như có thể là sốt kéo dài, mệt mỏi, sút cân, suy mòn mà không rõ nguyên nhân. Hoặc là nếu trong trường hợp u tuyến ức thì bệnh nhân có thể biểu hiện ra là nhược cơ, triệu chứng nhược cơ thì các bạn sẽ tìm đọc ở trong bài nhược cơ. Về chẩn đoán hình ảnh thì thông thường nhất là chúng ta sẽ chụp X-quang phổi, chụp thẳng và nghiêng. Nếu chụp thẳng thì chúng ta sẽ thấy trung thất rộng hơn bình thường và sẽ thấy các cái bóng mờ trong trung thất, thường là nó có hình tròn tạo thành các cái góc tủ. Khi chụp nghiêng thì chúng ta sẽ thấy khối u ở các cái vị trí trung thất trước hoặc giữa hoặc sau. Chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang hoặc có tiêm thuốc cản quang thì để chúng ta phát hiện các cái trường hợp là khối u, rồi chúng ta có thể đánh giá khối u đó là lành tính hay ác tính dựa vào hình ảnh khối u hoặc độ xâm lấn. Những cái khối u lành tính thì thường là cái bờ của khối u nó thường là đều, còn ác tính thì thường bờ khối u nó sẽ không đều và nó sẽ có cái xâm lấn vào các tổ chức xung quanh. Có thể phát hiện các cái hạch to, vị trí hạch nó có ở trong trung thất. Mà khi ta chụp cắt lớp vi tính này mà có bơm thuốc cản quang thì chúng ta sẽ phân biệt được những các trường hợp như phình động mạch chủ. Như lúc nãy khi giới thiệu phần giải phẫu tôi có nói là phình động mạch chủ xuống chẳng hạn, mình có thể nhầm cái u trung thất hoặc là cái u mỡ. Chụp cắt lớp vi tính nó còn có cái chức năng nữa là định vị cho cái thủ thuật sinh thiết xuyên thành ngực. Những cái trường hợp bệnh nhân mà có u phổi, u trung thất thì chúng ta có thể khi chụp cắt lớp vi tính chúng ta định vị được cái vị trí để sinh thiết, và chúng ta sẽ dùng cái kim để sinh thiết dưới sự cái dẫn đường hoặc là của cắt lớp vi tính thì chúng ta sẽ đi vào cái tổn thương ấy, nó chính xác hơn và nó không gây ra những cái ảnh hưởng đến các tạng xung quanh. Từ thuấn về lòng phế quản và phân biệt được u mỡ với kén và các tổ chức đặt thì sẽ tốt hơn với CT. Và tốt nhất là những cái trường hợp mà dị ứng với thuốc cản quang, chúng ta không chụp được CT có cản quang thì chúng ta sẽ chụp bằng từ siêu âm chìm trong lồng ngực thì chúng ta có thể siêu âm và chúng ta sẽ phân biệt được, khi siêu âm chúng ta sẽ phân biệt được giữa cái nang, nước và u đặc. Và chúng ta khi siêu âm tim chúng ta có thể phát hiện được các cái tổn thương của tim hoặc màng ngoài tim, và cái siêu âm cũng giúp cho cái việc định hướng kim sinh thiết hoặc chọc hút vào các cái tạng mà siêu âm có thể quan sát được. Trường hợp mà tổn thương thực quản, người ta có thể tiến hành siêu âm qua nội soi thực quản để đánh giá tổn thương thực quản và quanh thực quản.
Về các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh khác thì với trường hợp mà u tuyến giáp lạc chỗ, người ta có thể làm xạ hình với iốt 131 để chúng ta xác định chắc chắn là có cái u tuyến giáp lạc chỗ. Hoặc là trong trường hợp mà có dấu hiệu chèn ép thực quản, chúng ta có thể chụp thực quản có barit thì chúng ta sẽ thấy được cái thực quản bị chèn ép từ phía bên ngoài. Soi phế quản, trong trường hợp chúng ta nghi mà ung thư phế quản di căn trung thất, hoặc soi thực quản khi nghi là ung thư thực quản để phân biệt với cái chèn ép thực quản do u trung thất. Về các xét nghiệm sinh hóa thì chúng ta có thể làm các cái marker ung thư, ví dụ như AFP là cái alpha photoprotein là cái ung thư mà chúng ta cái marker chúng ta hay làm trong ung thư gan, định lượng beta hCG hoặc là định lượng cái marker CEA là một cái marker của cái bào thai. Về xét nghiệm các cái điện giải đồ thì cho để chúng ta phát hiện trong một số trường hợp, ví dụ canxi máu tăng trong hội chứng cận u hoặc là natri máu giảm phù trong hội chứng Schwarzbacher là một cái u tế bào nhỏ và của phổi tiết ra cái ADH. Về xét nghiệm mô bệnh học tế bào học thì chúng ta có thể làm hạch đồ, sinh tiết hạch, hạch nếu mà các hạch ở phía ngoài, cả bên ngoài cả trung thất thì chúng ta có thể chọc hạch phía ngoài và chúng ta có thể chọc hạch ở trong trung thất, rồi chọc hút hoặc sinh thiết u trung thất mà có thể soi trung thất kết hợp với sinh thiết. Về chẩn đoán nguyên nhân thì các cái khối u thường gặp ở trung thất trước. Ở đây thì u tuyến ức thì nó gặp khoảng 12%, thường gặp ở tuổi trung niên mà lâm sàng thì ít triệu chứng, và có khoảng 15% bệnh nhân có triệu chứng nhược cơ. Thì cho nên là hầu như các bệnh nhân mà có triệu chứng nhược cơ thì bao giờ người ta cũng phải đi chụp để tìm xem có u tuyến ức hay không. Về chụp X quang hoặc cắt lớp cộng hưởng từ thì sẽ thấy một cái khối u và ranh giới rõ, nó nằm ở trung thất trước. Về u tế bào phôi gặp khoảng 13%, trường hợp lành tính thì đấy là các cái u nang da, còn ác tính đấy là u quái, u tinh hoàn. Và xét nghiệm trong những trường hợp là u ác tính thì các cái marker là alpha photoprotein hoặc beta hCG tăng. U tuyến giáp thì gặp khoảng 6%. Thì u tuyến giáp thì thường là ít triệu chứng hơn. Bệnh nhân có thể xuất hiện cái ho, khó thở, nhất khi nằm thì nó chèn ép. Và thường là u lành. Còn nếu mà là u ác thì dấu hiệu chèn ép sẽ rõ hơn. Về X quang phổi thì chúng ta thấy bóng mờ trung thất. Và khi chụp và cắt lớp thì thấy rõ cái cấu trúc biếu hoặc là có thể thấy cái xâm lấn nếu là u ác. Về siêu âm thì nếu là tuyến giáp thì chúng ta sẽ thấy cái biếu liên tục với lồng ngực, với từ liên tục từ tuyến giáp xuống vào trong lồng ngực. Còn chúng ta làm cái iốt 131 thì chúng ta sẽ xác định là chắc chắn đấy là biếu tuyến giáp nếu mà thấy tập trung iốt 131. Rồi các có thể có u lympho hoặc là các cái hạch di căn. Rồi có các cái u khác như u mỡ, rồi kén phế quản, kén màng phổi, màng tim. Thì những cái trường hợp là kén thì thường là nhờ cái hình tròn bờ đều và là lành tính. U trung thất giữa thì chúng ta thường gặp đấy là hạch di căn ung thư hoặc là u lympho, hoặc ác tính của các cái bệnh mạch máu như ví dụ bệnh bạch cầu lympho mãn tính, bệnh Waldenstrom, rồi kén màng ngoài tim, phình động mạch chủ, rồi thoát vị cơ hoành. Các cái hạch mà không do u, ví dụ trong các bệnh lý như là lao, bệnh phổi hoặc bệnh sarcoidosis, rồi thoát vị hoành. U trung thất sau thì thường gặp nhất là u thần kinh, chiếm đến 90%. Thì các cái u này ít triệu chứng, có thể đau, nhưng mà còn lại thì ít triệu chứng và đa số các khối u là lành tính. Thì đây là các cái u hạch nguyên bào thần kinh hoặc là u thần kinh phát triển từ hạch giao cảm.
Và những cái trường hợp nặng thì có thể gây liệt chi dưới, gây đau và gây chèn ép, gây nên cái hội chứng Claude Bernard-Hochner mà lúc trước tôi đã mô tả. Về chụp X quang rồi cắt lớp MRI có thể thấy khối u, thấy dấu hiệu chèn ép. Cái trường hợp thoát vị tủy màng não hoặc kén thần kinh ruột, kén cảnh thực quản thì ít gặp hơn. Và chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với những trường hợp mà giả khối u. Đấy là những nguyên nhân từ đường tiêu hóa. Đấy là thoát vị hành. Thì cái thể thoát vị khe là thường không có triệu chứng. Bệnh nhân có thể có lâm sàng, có triệu chứng như là một cái trào ngược dạ dày thực quản. Và trường hợp nặng thì nó có thể là gây khó thở hoặc gây tắc ruột. Thì các cái vị trí thoát vị có thể thoát vị khe la ray, là thoát vị sau sườn, thoát vị mũi. Về cái chứng to thực quản thì bệnh nhân có thể có cái chứng to thực quản và nó chèn ép vào trung thất, hoặc là trên phim chúng ta chụp chúng ta thấy một cái bóng rất là to, mình nghĩ là u trung thất, nhưng khi chụp baris thực quản chúng ta sẽ thấy cái thực quản phình to ra. Với các nguyên nhân mạch máu như ví dụ phình động mạch chủ, động mạch phổi và các dị dạng mạch máu, rồi viêm trung thất cấp tính do thủng hoặc vỡ thực quản hoặc là do biến chứng sau phẫu thuật, thì bệnh nhân lâm sàng bệnh nhân sẽ có cái bệnh cảnh rất là nặng. Đấy là bệnh nhân đau, bệnh nhân sốt cao, rồi có thể có tràn khí dưới da, ho khó thở, thở nhanh mạch nhanh, đau khi nuốt. Soi thực quản hoặc là chụp thực quản chúng ta sẽ thấy được cái lỗ giỏ vào trung thất. Còn cái viêm trung thất mạn tính thì nó gặp trong những trường hợp như là lao này, sarcoido này, hoặc sơ hóa trung thất. Thì cái viêm trung thất mạn tính thì triệu chứng thường là nghèo nàn và đến cái giai đoạn sơ hóa nặng thì mới có dấu hiệu chèn ép. Còn chụp X quang phổi hoặc nội soi sinh thiết hạch trung thất thì sẽ phát hiện ra các cái bệnh lý của viêm trung thất mạn tính. Tràn khí trung thất, cái này thì cũng ít gặp, nhưng nó gặp trong các trường hợp thường là do chấn thương, do dập vỡ phế quản, thủng vỡ thực quản, khí quản. Và có thể là có những cái tràn khí từ cổ, từ ổ bụng mà nó đi vào trung thất. Có thể có trường hợp là tràn máu trung thất, gặp trong các cái chấn thương, vỡ lồng ngực, vỡ phình động mạch chủ. Thì cái này bệnh nhân sẽ có cái tình trạng cấp cứu, khó thở dữ dội do chèn ép và cần can thiệp cấp cứu. Về điều trị nội khoa thì chúng ta sẽ điều trị các cái triệu chứng. Thì những cái trường hợp mà có chèn ép, ví dụ như là chèn ép tĩnh mạch chủ trên chẳng hạn, thì chúng ta và có cái phù áo khoác thì chúng ta có thể giảm bớt phù nề do chèn ép bằng cách dùng lợi tỉ. Khó thở thì cho thở oxy, nếu bệnh nhân có cái viêm phù nề thì chúng ta dùng corticoid. Còn trường hợp mà bệnh nhân có cái bội nhiễm thì chúng ta dùng kháng sinh. Rồi trường hợp bệnh nhân ví dụ bị u tuyến ức mà có nhược cơ thì chúng ta sẽ điều trị bằng postignin, tiêm hoặc uống. Rồi điều trị nguyên nhân, nếu mà có thể có điều trị được nguyên nhân, ví dụ như là bệnh nhân có lao chẳng hạn, hoặc là viêm trung thất thì chúng ta dùng kháng sinh, hoặc là trường hợp mà các trường hợp u lympho ác tính thì chúng ta sẽ điều trị theo cái phác đồ của bệnh lympho ác tính. Về điều trị ngoại khoa thì phẫu thuật cắt bỏ khối u nếu trong trường hợp mà chúng ta có thể làm được, ví dụ như là các cái u nang da chẳng hạn, u quái vân vân, nếu chúng ta có thể làm được chúng ta sẽ phẫu thuật. Phẫu thuật trong những trường hợp mà viêm trung thất cấp có áp xe, những cái trường hợp này bắt buộc phải phẫu thuật để dẫn lưu. Các cái điều trị khác nó tùy theo cái nguyên nhân. Nếu mà khối u to quá chúng ta không làm gì được thì chúng ta có thể tiến hành xạ trị, hoặc còn một số trường hợp có thể tiến hành hóa trị. Thế như vậy thì cái phần mà u trung thất thì các bạn sẽ xem triệu chứng lâm sàng thì như vậy, nhưng mà cái điều trị thì cũng là khá là phức tạp, bởi vì là những cái nguyên nhân để gây ra u trung thất thì hầu hết là những cái nguyên nhân nó ngoài cái lành tính ra thì đều là nguyên nhân ác tính, rất là khó điều trị. Đây là một cái hình minh họa của u trung thất.
Thì các bạn nhìn thấy đây là một trên một cái hình bình thường X quang vẫn của bệnh nhân này thôi, nhưng cái giai đoạn đầu mà chúng ta chưa phát hiện thấy khối u thì ta thấy là hai bên phổi sáng, cái màu đen đen là chính là phổi, chúng ta gọi là phổi sáng. Lấy cái hình tim đây, chúng ta nhìn thấy các cái bóng tim vẫn là bình thường. Chúng ta có nhìn thấy cái hình đen đen đây là khí khí quản ở đằng sau đây. Thế thì ở đây cơ hoành bên phải nó cao, cơ hoành bên trái nó thấp hơn một chút. Trong cái bên sau này khi bệnh nhân xuất hiện cái khối u thì đây khối u nó đây vẫn là cái bờ tim này, các bạn nhìn thấy cái khối u nó bắt đầu nó choán chỗ này, nó chiếm ở đây này. Đấy đấy, nó mờ mờ bóng hơn từ vẽ viền. Và đây mà là chụp cắt lớp thì chúng ta sẽ nhìn thấy khối u đây này. Đây là một cái hình chụp u trung thất, bình thường các bạn nhìn thấy cái bóng tim ở bên trái này gần gần như không có khung vòng ra. Đây bệnh nhân có cái vòng ra bên trái này, vòng ra bên phải này, và khi chụp nghiêng chúng ta thấy cả một cái khối phía đằng trước. Đây là một cái hình ảnh nữa, các bạn nhìn thấy một cái bóng, cái khối này tròn này. Và đây là hình ảnh chụp cắt lớp, chúng ta thấy một cái khối. Đây cũng là một trường hợp một cái khối nữa, nó nằm ở phía trên này. Đây chụp nghiêng thì chúng ta thấy khối mờ ở phía trên này. Và chụp cắt lớp chúng ta nhìn thấy cái khối này, nhìn đây này. Đó. Như vậy, tôi đã trao đổi với các bạn này, xin lỗi, ở đây có một cái người